Sau trận hòa 0-0 trước Lorient ở vòng mở màn League 1, PSG quyết định gỡ bỏ lệnh cấm tập luyện cùng đội 1 với Mbappé. Trước trận đấu, ngôi sao người Pháp đã có mặt trong phòng thay đồ để chào hỏi, động viên các đồng đội. Sau đó, anh xuất hiện trên khán đài để theo dõi PSG thi đấu. Mbappé cũng có buổi gặp mặt với chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, huấn luyện viên Luis Enrique và cố vấn Luis Campos. Các bên dường như đã tìm được lối thoát cho thương vụ này. PSG phát đi thông báo trên trang chủ, sau cuộc trò chuyện tích cực giữa PSG và Mbappé, đội bóng cho phép cầu thủ này trở lại tập luyện cùng với đội 1 kể từ ngày 13 tháng 8. Mbappé đã có mặt trên sân tập của PSG vào sáng nay. Trước buổi tập, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thông báo với toàn đội, Mbappé hoàn toàn cam kết với PSG. Cậu ấy chấp thuận ở lại. Phóng viên Cover Xuân Hecon của Sky Sport tiết lộ thêm, Mbappé sẽ ở lại và thi đấu cho PSG ở mùa này. Đó là một chiến thắng lớn của PSG sau thời gian dài bế tắc. Cậu ấy sẽ gia hạn hợp đồng tới năm 2025, đồng nghĩa với việc cậu ấy không chuyển tới Real Madrid theo dạng miễn phí vào mùa hè năm 2024. Hàng nghìn người hâm mộ đã chờ sẵn ở lối ra của Campus PSG, khu huấn luyện của câu lạc bộ, với hy vọng nhìn thấy Mbappé. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp không xuất hiện. Thay vào đó, họ chỉ gặp chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, người đứng đầu PSG không giấu được niềm hạnh phúc. Ông tươi cười, rạng rỡ chào các cổ động viên. Thậm chí, trong lúc cao hứng, ông còn ký tên và chụp hình với người hâm mộ. Cổ động viên PSG hét lớn, Nasser, ông là vị chủ tịch tuyệt vời nhất. Họ đã xem chủ tịch PSG như người hùng khi thuyết phục Mbappé ở lại. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tiền đạo sinh năm 1998 có thể ra sân ngay ở trận đấu với Toulouse ở vòng 2 League 1.